Bệnh viêm da tiết dịch là một bệnh lý thường gặp trên heo con. Bệnh này gây ra sự suy giảm sức khỏe nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong ở trên heo con. Vậy nên, việc phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những thiệt hại kinh tế cho bà con chăn nuôi. Do đó, hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý vị và bà con chăn nuôi đi tìm hiểu kỹ hơn về bệnh viêm da tiết dịch trên heo con. Bệnh viêm da tiết dịch trên heo do vi khuẩn Staphylococcus hay cút gây nên trên heo con. Heo nhỏ hơn 8 tuần tuổi thường dễ bị mắc bệnh này. Vi khuẩn thường có mặt trong môi trường sống của heo. Khi các vùng da tổn thương do bị chày hoặc là bị cắn, bị xước do rơm lót, mùn cưa, khi gặp điều kiện thuận lợi, sức đề kháng của heo bị giảm xuống, vi khuẩn sẽ nhân lên nhanh chóng và gây bệnh cho heo. Heo con sơ sinh và heo sau cai sữa có thể mắc bệnh với tỷ lệ cao. Do số lượng vi khuẩn Staphylococcus hay cút trong âm đạo của heo mẹ tăng cao trong những ngày trước khi sinh, kẻ cũng là nguyên nhân tiền phát của bệnh này. Triệu chứng khi heo bị mắc bệnh. Dấu hiệu ban đầu khi heo vừa nhiễm bệnh viêm da là heo bơ phờ, chậm chạp, ít vận động, chán ăn. Dấu hiệu này thường xuất hiện đồng loạt trên cả lứa heo hoặc một phần của lứa. Tiếp đó, thấy da ửng đỏ lên, chủ yếu ở những vùng da mỏng như nách, háng, da bụng, nhưng heo không ngứa, không sốt. Xuất hiện các nốt màu nâu có đường kính 1-2 cm, xung quanh bao bọc bởi huyết thanh và dịch dỉ viêm ở vùng da, mặt và đầu. Theo thời gian, các nốt chuyển từ màu nâu sang đen dần do hoại tử. Biểu hiện đặc trưng của bệnh là nổi nốt nhanh, mọc dày đặc trên da, sau vỡ da tạo thành màng nhờn, dỉ dịch nhưng không ngứa. Bệnh dẫn đến cơ thể bị mất nước, chậm lớn, có khi gây tử vong. Tỷ lệ mắc bệnh từ 10-90% và tỷ lệ chết từ 5-90%. Vi khuẩn còn sinh sản độc tố tấn công và làm tổn thương hệ thống gan thận. Trong trường hợp bị viêm cấp tính, các mảng trên da lan rộng nhanh chóng và kết thành khối, mảng trên da rồi lan ra toàn thân chỉ trong vòng 24-48 giờ. Các mảng viêm có thể bong tróc da, để lại những mảng da loét với đầy dịch dỉ viêm. Heo mất nước, mất điện giải trầm trọng và có thể dẫn đến tử vong. Heo có thể bị viêm loét ở miệng và trên lưỡi. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao nhất ở lợn con nhỏ hơn 8 tuần tuổi. Với heo lớn trên 8 tuần tuổi, thường chỉ có một vài tổn thương ở phần đầu. Heo bị bệnh không chết nhưng tăng trưởng chậm. Heo trưởng thành thi thoảng có một vài nốt viêm màu nâu xuất hiện trên lưng và hai bên sườn. Về phác đồ điều trị bệnh, khi phát hiện heo nhiễm bệnh viêm da tiết dịch, tùy vào tiên lượng của mỗi con mà xác định xem có nên điều trị hay không. Vì một số trường hợp quá nặng, bà con nên loại bỏ để tránh lây lan ra toàn đàn. Sau khi tiến hành loại bỏ những con quá yếu, bệnh quá nặng, bà con tiến hành điều trị heo như sau. Cách ly heo bệnh ra khỏi đàn để tránh lây lan sang những con khác trong đàn. Vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi, giữ chuồng nuôi luôn khô ráo, sạch sẽ. Đối với vùng da bệnh, bà con có thể đun nước lá trầu không hoặc dùng iodin để tắm rửa sạch cho heo. Sau đó lau khô và dùng cồn iốt hoặc xanh mitilen bôi vào những vùng da lở loét cho lợn. Tiêm kháng sinh cho từng con heo bị bệnh bằng một trong các sản phẩm như sau: Penchep 400 hoặc Penchep 400 LA hoặc Septionel 50 hoặc Linspectin hoặc Biogenta v.v. Tiêm Desazone để kháng viêm, chống dị ứng theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất. Bà con tiêm thêm sản phẩm Intermectin để phòng trị ghẻ trong trường hợp ghẻ là nguyên nhân tiền phát của bệnh. Bổ sung giải độc gan thận như là Sopaxin hoặc Detoxin để giúp lợn nhanh phục hồi. Các thuốc trên, bà con sử dụng theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất và dùng trong 3-5 ngày. Vừa rồi, Dr. Vet đã chia sẻ tới bà con cách điều trị bệnh viêm da tiết dịch trên heo. Hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho bà con chăn nuôi. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!